chiêu trò của bọn phản động lợi dụng việc Ipumbia bị xử lý để xuyên tạc chống phá chính quyền. Thời gian qua, một số tổ chức cá nhân nước ngoài tiếp tục hậu thuẫn, hỗ trợ cho số phản động lưu vong, lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc vô cáo Việt Nam đàn áp dân tộc, tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền, nhằm can thiệp gây sức ép với nhà nước Việt Nam. Trong đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Washington DC, số đối tượng phản động đã tổ chức nhiều hoạt động vận động quyên góp, kêu gọi ủng hộ, cứu trợ, bảo lãnh định cư, mở chiến dịch toàn cầu và đòi trả tự do cho cái gọi là tù nhân lương tâm đối với các đối tượng ở trong nước như Ipumbia, Nguyễn Bắc Truyền, Nguyễn Văn Hóa, về Ipumbia tên thường gọi là ama Hưng Em sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú Buôn Miên, xã Ea Rông, thị xã Buôn Hồ, là tiến đồ hệ phái tiên lành truyền giảng phúc âm. Là đối tượng có lịch sử tham gia hoạt động phun rô từ năm 2001, ngày 25 tháng 12 năm 2002, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc tuyên phạt 8 năm tù giam về tội, phá hoại chính sách đoàn kết. Ngày 25 tháng 6 năm 2009, chấp hành xong hình phạt, khi trở về địa phương, Ipumbia đã được gia đình, buôn làng, chính quyền nhắc nhở, khuyên bảo, giáo dục, giúp đỡ. Nhưng với tư chất kém cỏi, lười học, trình độ văn hóa 2 trên 12 và bản chất lười lao động, muốn sung sướng mà không muốn làm, Ipumbia đã đi vay mượn nhiều nơi để có tiền tiêu xài như Ngân hàng Phương Đông chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột 400 triệu đồng Bà Hoan Nhê, à A Mí Phi, chú Buôn Mơ thị trấn El Kha, 448 triệu đồng. A Mí Anh, chú Buôn Quốc, xã Hòa Đông, Crong Park, 100 triệu đồng. Bảo hiểm nhân thọ, 40 triệu đồng. Với số tiền nợ gần 1 tỷ đồng chưa tính lãi suất, bản thân ipumbia và gia đình không làm ăn, sản xuất nên không có đủ khả năng để trả số nợ đã vay mượn. Với bản chất phản động và bản thân không thể vay mượn thêm, để có tiền tiêu xài từ năm 2015, Ipum cùng với Imin Aezalai, chú Buôn, Eak Jok B, xã Erong, thị xã Buôn Hồ. Tiếp tục liên lạc, móc nối, nhận sự chỉ đạo của Imut Mlo, đối tượng phun rô lưu vong, hiện đang sống ở Mỹ. Được số phản động bên ngoài giao cho vai trò cầm đầu, Ipumbia đã thực hiện nhiều hoạt động chống phá chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tuyên truyền, lôi kéo 35 người dân tộc thiểu số tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện Krông Năng, Krông Búc, EAK tham gia vào hoạt động phun rô. Ipumbia vừa lo sợ nợ nần, vừa mê muội muốn làm thủ lĩnh nên không từ bỏ tư tưởng hoạt động phun rô. Vẫn tin tưởng vào đám thay ma phun rô lưu vong. Trước những hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng của Ipumbia, ngày 10 tháng 4 năm 2018, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt tạm giam Ipumbia để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 31 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Ipumbia 14 năm tù giam, can tội, phá hoại chính sách đoàn kết. Áp dụng điểm B khoản 1 điều 87, điểm P khoản 1 khoản 2 điều 46, điểm G khoản 1 điều 48 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 việc ipumbia đã hai lần bị tòa án nhân dân xét xử với đầy đủ tài liệu chứng cứ đúng quy định pháp luật và xử lý đúng người đúng tội là hoàn toàn thích đáng nhưng tại hội nghị trên nguyễn đình thắng đối tượng cầm đầu tổ chức ủy ban cứu người vượt biển bpsos vẫn lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền xuyên tạc vu cáo việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền đàn áp tôn giáo kêu gọi trả tự do cho ipumbia và một số đối tượng khác nhằm đánh bóng tên tuổi và để xin tiền. Trong khi đó, bản thân Nguyễn Đình Thắng lại bị chính số người Mỹ gốc Việt tại hải ngoại bóc mẽ và trần là kẻ xảo trá chính trị, lợi dụng lòng tin của cộng đồng để ăn cắp tiền quyên góp. Mà đỉnh điểm của việc này chính là vụ Holly Ngô Huệ, người từng tham gia tổ chức BPSOS đã khởi kiện Nguyễn Đình Thắng ra tòa án Liên bang Mỹ về những bất minh tài chính ngày 10 tháng 9 năm 2019. Nguyễn Đình Thắng đã bị Tòa Thượng Thẩm quận Cam, California đã phán quyết hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã làm thất thoát, bồi thường danh dự cho bà Holy Ngô. Chỉ điều đó cũng phần nào phản ánh bản chất của kẻ cơ hội. Điều đáng nói, ngoài bọn phản động như Nguyễn Đình Thắng lợi dụng việc xử lý Ipumbia để vu cáo chống chính quyền Việt Nam, thì còn một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài vì thiếu thông tin hoặc vì động cơ mục đích mờ ám khác cũng lợi dụng việc Ipumbia để xuyên tạc nhằm tạo cớ can thiệp gây sức ép với việt nam tuy nhiên pháp luật là tối thượng người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh không có thế lực tổ chức cá nhân nào có thể can thiệp lay chuyển huống chi là bọn phản động lưu manh bịp bợ ăn tiền như nguyễn đình thắng và số phun rô lưu vong ở mỹ thái lan